Tập 4. Phim được dịch Muộn thế trên này Hulu rồi, và lồng tiếng tại sao vẫn còn chưa Apple ngủ? Bác sĩ Hoàng, bạn yêu, sao lại tới đây? Có chỗ nào không khỏe sao? Sao đây? Khỏe thì không thể tới được hả? Làm gì có, hoan nghênh cô tới thường xuyên. Tôi ghé sang hỏi thăm một chút. Đừng quên thay thuốc cho Giang Nguyệt nhé. Lần này bị thương khá nặng đấy. Giám thị, cô yên tâm đi, chúng tôi chắc chắn sẽ để ý mà. Mẹ ơi, xe đi trang lịch ngày hôm nay, thì ngày mai đã là sinh nhật của mẹ rồi. Con mong có thể tặng mẹ một bó hoa thật đẹp, để nụ cười của mẹ được xinh tươi như hoa. Con cũng muốn tặng mẹ một cái bánh kem, để mẹ mỉm cười dịu dàng trong lời ca chúc mừng sinh nhật. Nhưng mà con biết, món quà tốt nhất để tặng mẹ lúc này chẳng gì bằng một trái tim thật lòng hối cải. Mẹ ơi, mẹ hãy nhận lấy món quà này nhé. Đây là tấm lòng của con gái. Chờ đến khi con gái có thể tặng cho mẹ hết thảy những món quà trong thư con gửi, thì mẹ ơi, hãy lại nghe con gái hát một khúc mừng sinh nhật nhé. Chúc mẹ
Sinh nhật vui vẻ. Viết hay thật đấy. Rất cảm động. Giám thị, chị biết đó. Trong hồ sơ có viết, cô Mô Thi này tốt nghiệp từ đại học danh tiếng, lại còn có một chức vụ rất tốt. Nhưng mà lại vì bạn trai của mình, vì cái gọi là tình yêu, mà ngây ngốc phạm phải tội. Án lệ này xảy ra ngày càng nhiều ở các nữ tù nhân. Có trường hợp điển hình của cô ấy. Nên là tôi muốn gặp cô Ngô Thi này để nói chuyện một chút. Được chứ? Cậu là tổng biên tập của báo Dương Phàm. Cậu cứ tìm cô ấy nói chuyện đi, sẽ có lợi cho việc cải tạo của cô ấy. Bởi vì tôi thấy lá thư chúc mừng sinh nhật mẹ này có thể được biểu dương trên báo Dương Phàm đấy. Đúng thế. Cuốn sách cậu đang viết thế nào rồi? Tôi vẫn đang viết. Thú thật với chị, một mục đích khác khi tôi đề nghị nói chuyện với Ngô Thi cũng là vì để viết sách. Tôi đã hiểu rồi. Thật không ngờ, bài viết mà tôi gửi cho báo Dương Phàm đã được anh ấy chú ý đến. Vì sự khác biệt đến từ thân phận và hoàn cảnh, cuộc trò chuyện của chúng tôi có chút khác biệt. Vậy tức là hồi cô học đại học cũng từng học qua tâm lý học sao? Đúng vậy. Bao gồm cả tâm lý học tội phạm. Đúng. Cô sao vậy? Giám thị, vụ án của Giang Nguyệt, tòa án không thể tổ chức điều tra lại. Họ nói chỉ dựa vào nghi vấn, chưa có đủ lý do. Những gì cần tra cũng đã tra rồi. Tôi cũng đoán trước được kết quả này rồi. Vụ án của Giang Nguyệt có thể còn phức tạp hơn tưởng tượng ban đầu nữa. Thế này đi, cô và Phương Thảo làm công việc ở tòa án, hãy cố gắng thuyết phục mở cuộc điều tra lại. Chúng ta cũng chỉ có thể làm được chừng này. Có điều, chắc hẳn sẽ không thuận buồm xuôi gió đâu. Chỉ cần còn chút cơ hội thì không thể bỏ cuộc. Nguyên một chậu quần áo luôn. Chắc là giặt mệt lắm. Để tôi giặt phụ cô cho. Không cần đâu, cô cũng thế mà còn đòi phụ tôi. Cô là tổ trưởng, tôi không nịnh cô thì còn nịnh ai được. Tôi với cô cùng là tội phạm như nhau cả thôi. Làm tổ trưởng có nhiều chuyện phiền phức lắm. Cô nghĩ đi, đều phải ở trong đây chịu tội như nhau thôi. Ai hơn ai đâu, cô đừng có nghĩ vậy. Được cái chức tổ trưởng cũng tốt mà. Thời đại bây giờ ấy, một là làm cán bộ, hai là làm thuê. Nhìn từ góc độ nào thì làm cán bộ vẫn tốt hơn nhiều. Đừng nghĩ nó như nhau cả. Khác nhau cả đấy. Chu Tiểu Đào, cô đừng có mỉa tôi. Tôi có nói mỉa câu nào đâu.
Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi vào tù, nhưng xã hội ngoài kia vận hành thế nào thì trong tù cũng vận hành y như vậy. Sĩ quan đâu thể canh chừng chúng ta từ sáng đến tối được. Bọn họ mà không tin tưởng cô thì họ cho cô làm tổ trưởng chắc. Sao ở đây không có hoạt động vui chơi gì hết vậy? Cô nghĩ ở đây là đâu thế? Tôi biết ở đây là trại giam, nhưng tôi đã từng vào trại giam ở mấy nước rồi. Mấy nước mà các cô gọi là nước phát triển ấy, ở nước họ đều có phòng tập thể hình, phòng vui chơi, còn có cả hồ bơi nữa. Vô cùng đáng tiếc, Maji. Những thứ mà cô nói, hiện giờ trại giam của chúng tôi vẫn chưa có. Nhưng mà tôi có xem được bộ sưu tập ảnh của phóng viên phương Tây. Bên trong ấy cũng ghi lại cuộc sống thực của những nữ tù nhân phương Tây. Thế nào cũng được chứ. Những bức ảnh đó vẫn cứ hằn sâu trong ký ức tôi. Trong đó có một bức ảnh là một phụ nữ mang thai 7 tháng được đưa đến bệnh viện vì bị vỡ nước ối. Nhưng khi đã nằm trên bàn mổ rồi vẫn phải đeo còng tay còng chân. Bức còn lại là hình ảnh một nam quản giáo đang cố gắng ngăn cản một nữ tù nhân có ý đồ quyên sinh. Nữ tù nhân ấy nằm trên đất quằn quại rồi là hét. Maji, trong trại giam Trung Quốc mà cô đang ở này, mặc dù vẫn chưa có phòng tập thể dục và hồ bơi, thế nhưng cũng không có còng tay và còng chân, không có bạo lực và quấy rối. Nó không phải là thiên đường, cũng không phải là địa ngục, là nhân gian. Nội dung bài học hôm nay là kiến thức pháp luật. Trước khi vào bài học, tôi sẽ lấy một ví dụ ở ngay trong trại giam của chúng ta, là trường hợp có thật của một phạm nhân. Cô ấy phạm phải tội cướp giật, bị kết án 4 năm tù. Cô ấy không phục, cho rằng tuy cách thức gây án của mình mạnh bạo, nhưng trong cái túi cướp được chỉ có vài đồng tiền lẻ. Mọi người nghĩ sao về trường hợp này? Ai muốn nêu lên quan điểm có thể giơ tay. Được, cô nói trước đi. Suy nghĩ của phạm nhân này là không đúng. Phạm tội cướp giật, luật pháp nước ta không căn cứ vào số tiền cướp được, mà chủ yếu là dựa theo tình tiết phạm tội. Chỉ có tội trộm cắp mới xem xét đến số tiền. Được, mời ngồi. Còn ai có ý kiến gì khác không? Cô nói thử xem. Cùng là cướp, một người chỉ cướp được vài đồng, một người thì cướp được 10 vạn, không xem xét đến nhiều hay ít. Vậy chẳng phải người chỉ cướp được vài đồng sẽ bị lỗ sao? Tôi đau đầu. Cái cô Ngọc cầm điếc này, từ lúc vào trại giam thì đã không có tên thật rồi, cũng không có địa chỉ thật. Thân phận thật sự không được rõ ràng, cho nên chỉ đành đặt tên cô ấy là Ngọc cầm điếc. Tội phạm là người cầm điếc trong mấy năm gần đây đang có xu hướng tăng lên. Phụ nữ cầm điếc phạm tội cũng kín đáo hơn. Công an chúng ta không hiểu thủ ngữ, thật sự rất khó để cải tạo bọn họ. Nhã Vi, ý tưởng vừa rồi của cô rất hay. Tôi sẽ bàn bạc lại với giám thị, sắp xếp thời gian cho cô. Không cần đâu chính ủy Lê, trường học thủ ngữ cách đây không xa, tôi sẽ đi vào lúc nghỉ. Vậy vất vả cho cô rồi. Không có gì. Cô Đồng, tôi nghe nói học thủ ngữ còn khó hơn cả học ngoại ngữ. Cô nghĩ tôi có thể học được không? Được chứ, đương nhiên là được rồi. Người cầm điếc họ còn học được, huống chi là cô. Đây, cô nhìn này.
Cô là đồ khốn nạn. Cô làm gì vậy? Cô là đồ khốn nạn. Đừng đánh nhau nữa. Chị Ngân, cô buông ra mau. Chị Ngân, không được quậy nữa. Cô ta là đồ điên. Cô ta bị điên. Cô không sao chứ? Tôi không sao. Tôi không sao. Cô đừng trách cô ấy. Cô ấy cũng rất đáng thương. Người điên đáng ra không nên ngồi tù mới phải. Như vậy đâu có được. Trong trại giam ở phương Tây chúng tôi không được phép giam người bị điên. Ở chỗ các cô, có ai giả điên không? Giả điên sao? Không thể nào. Cô phải biết là giả điên còn khó hơn điên thật nữa. Tuyệt đối không thể nào. Làm gì mà hoảng loạn vậy? Cô ta thế nào? Cô ta mất rồi. Mất rồi sao? Bà nãy trưởng phòng cùng với Phương Thảo từ tòa án trở về, nói là tòa án cho rằng việc chúng ta nên làm đối với trường hợp của Giang Nguyệt bây giờ không phải yêu cầu điều tra lại, mà nên cân nhắc báo cáo lên tòa án thi hành án tử. Trần Như, cô thật sự cho rằng vụ của Giang Nguyệt có ẩn khúc sao? Tôi cũng không chắc nữa. Nhưng từ khi Giang Nguyệt vào đây, cô ấy vẫn luôn có thái độ chống đối, chẳng hạn như quyên sinh, không chịu cải tạo, gây rối. Những chuyện này xảy ra nhiều như cơm bữa vậy. Nhưng kể từ lần trước tôi cùng Phương Thảo đưa cô ấy về thăm mẹ mình xong, tôi có một cảm giác rất mãnh liệt. Trong lòng Giang Nguyệt chắc chắn có điều gì đó khó nói. Là cái gì thì tôi không biết. Nhưng khi tôi nghe thấy mẹ cô ấy nói con gái của bà ấy bị oan, tôi đã rất sốc. Đại Bảo, bây giờ tôi rất sợ nghe thấy cái chữ oan này. Trần Như, tôi hiểu được tâm trạng của cô. Rõ là sau gần ấy năm, đứa trẻ giờ đã trưởng thành. Nhưng với chúng ta mà nói, đó lại là ký ức mãi mãi không thể xóa nhòa được. Không ngờ hôm nay cô lại mời tôi ăn cơm đấy. Tối nay con bé Trần Yến đi tụ tập với mấy người bạn của nó rồi. Tôi thì có một mình thôi nên cũng lười nấu nướng. Tôi cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa. Nghe nói quán này khá ngon nên tiện thể mời anh đến thử luôn. Nghe cô nói kia, mấu chốt của bữa cơm này không nằm ở đồ ăn, mà là uống một ly đi mà. Uống rượu say xỉn vào là làm trò thế đấy. Cô nhân viên kia hình như tôi có quen. Tôi không biết uống thật mà. Anh làm gì vậy? Là Kiều Mỹ. Cô tính làm gì? Ông đây mời cô uống rượu là nể mặt cô đấy.
cô muốn làm gì? Anh định làm gì? Giám thị nhà tù? Giám thị nhà tù sao? Này Kiều Mỹ, cô làm việc cái kiểu gì vậy? Sao lại gây rắc rối cho tôi nữa thế? Anh này, tôi xin lỗi nhé. Cô ấy là người mới, không hiểu chuyện. Đây đây, cho tôi xin lỗi. Đúng là mất hứng. Nào, mời ngồi. Các anh hãy ngồi xuống đã. Kiều Mỹ, không ngờ có thể gặp được cô ở đây đấy. Để tôi giới thiệu với cô, đây là chính ủy Lê mới đến của chúng ta. Chào chính ủy Lê. Cô ấy tên Kiều Mỹ, hồi trước ở chung tổ với Giang Nguyệt. Cái cô kia. Kiều Mỹ, sao cô vẫn còn đứng đây nói chuyện vậy hả? Mau đi lau người cho khách kia đi. Ông muốn thì tự đi mà lau. Cô cút ngay cho tôi. Tôi không cho cô làm ở đây nữa. Anh nói gì cơ? Chính ủy Lê, anh không cần nói nữa đâu. Dù sao, tôi cũng không muốn làm ở cái nơi lừa bịp này nữa. Cô đừng có mà nói bậy. Cái gì mà lừa bịp? Tôm cá hải sản trong bể của ông, nhìn thì con nào cũng còn sống, nhưng khi mang vào bếp thì lại đổi thành đồ dở. Đấy không phải lừa bịp thì là gì? Cô ông làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Đừng nghe cô ta nói. Cô ta nói bậy đó. Đi thôi, chúng ta đi chỗ khác. Giám thị, chính ủy Lê, cảm ơn hai người đã giúp tôi. Vậy bây giờ cô tính thế nào? Tôi biết chuyện tìm việc rất là khó khăn. Chỉ cần chịu khổ được thì chắc chắn sẽ tìm được việc làm thôi. Tôi đã không còn là phạm nhân như trước kia nữa. Có khổ hơn cực hơn nữa thì tôi vẫn làm được. Sống bằng chính sức lao động của mình. Cô giỏi lắm, Kiều Mỹ. Tôi tin cô. Sau này có khó khăn gì, cứ việc gọi cho tôi. Giám thị, danh thiếp của chị, tôi vẫn giữ rất cẩn thận. Tôi sẽ gọi cho hai người. Giám thị chính ủy Lê, tôi không làm phiền hai người nữa. Tôi phải về nhà thay đồ rồi. Tôi xin phép. Tạm biệt cô. Tạm biệt. Bà Trần Nhung, đang xem cái gì vậy? Nhanh qua đây đi. Cái gì thế? Hình của mụ điên này. Cô ta có cả con gái sao? Có bao giờ nghe nhắc tới đâu. Đúng đấy. Mọi người đang coi gì vậy? Nhìn đi này, ảnh của mụ điên đấy. Cô lấy nó ở đâu ra vậy? Lúc chồng mụ đến thăm mụ, sao không thấy dắt con gái theo ta? Đúng vậy, thôi mau lên, để tấm ảnh lại chỗ cũ đi, chứ không mụ lại phát điên lên đấy. Tới rồi kìa. Hey, 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 hey
Phòng biệt giam. Giang Nguyệt, giám thị đã quyết định gỡ bỏ lệnh biệt giam. Bây giờ cô có thể quay trở lại phòng giam rồi. Đứng dậy đi, Giang Nguyệt. Sao thế, vẫn không muốn đi hả? Vậy cũng không được. Bây giờ cô phải rời khỏi đây. Giang Nguyệt, cô được thả ra rồi. Sao rồi, vẫn ổn chứ? Không sao. Cái cô giám thị này cũng thật là khó hiểu. Lúc cô đang bị nhốt trong phòng biệt giam thì cô ta đích thân dẫn cô về nhà thăm mẹ, xong vừa quay lại thì nhốt vào phòng biệt giam tiếp. Cô là Giang Nguyệt đúng không? Tôi là Maji, rất vui được làm quen. Ở trong phòng biệt giam có cảm giác thế nào vậy? Muốn biết thì cô tự đi mà thử. Giang Nguyệt, sao bà điên, cứ nhìn cô cười không ngừng vậy? Sau này cô sẽ biết thôi. Đồng Tú Cầm, có. Đỗ Huyền Trang, có. Nguyễn Lệ, có. Lưu Thúy Hiền, có. Trần Ngọc Mai, có. Lý Hồng Mai, có. Lê Thanh Phương, có. Đồng Xuân Lan, có. Dương Tiểu Vân, có. Lâm Tiểu Yến, có. Chu Tiểu Đào, có. Dương Lệ Quyên, có. Diệp Mỹ Lệ, có. Hà Ngọc Trân, có. Chị Ngân. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại eFilm TV.
Sao vậy? Không ai đến thăm cô sao? Sức khỏe mẹ tôi xưa giờ rất yếu. Tôi thật sự rất lo lắng. Tôi không biết phải làm sao hết. Còn những người khác trong nhà cô thì sao? Ba mẹ tôi đã ly hôn từ rất lâu rồi. Tôi là người thân duy nhất của bà ấy. Xem ra chúng ta có chung một nỗi khổ. Ba tôi qua đời từ rất sớm. Mẹ tôi cũng chỉ có một đứa con gái là tôi thôi. Điều tôi cảm thấy buồn nhất khi ở trong này, đó là không thể nào chăm lo và báo hiếu với mẹ mình. Cô đừng nói nữa mà.